Tuấn Châu kính chào quý vị khán giả, một lời chào thân mến nhất. Quý vị đang xem chương trình live show trực tiếp của đài truyền hình VSN TV trên băng tần 2073. Chương trình cổ nhạc Phương Nam do Tuấn Châu, Văn Trung và Ngọc Đáng phụ trách với hai tiếng đàn Hoàng Nam và Hoàng Phúc. Khách mời hôm nay là nghệ sĩ Hoàng Dũng và nghệ sĩ Yến Linh. Trước thì năm mới, Tuấn Châu kính chúc quý vị khán giả tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và bây giờ thì Tuấn Châu mời bác Bảy cùng Yến Linh, Hoàng Dũng, chị Ngọc Đáng có lời chào khán giả. Dạ, dân chúng tôi xin hân hạnh kính chào toàn thể quý vị khán giả kính mến. Nhân dịp đầu năm mới dương lịch 2013, dân chúng tôi cầu chúc cho quý vị trăm năm trăm tuổi không rủi ngày nào, tiền bạc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Yến Linh xin kính chào quý vị và năm mới Yến Linh xin chúc quý vị tràn đầy niềm vui, dồi dào sức khỏe và được nhiều may mắn. Trước thềm năm mới, Hoàng Dũng xin kính chúc quý vị khán giả đang xem đài một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài và phát lộc. Dạ, Ngọc Đáng xin có lời chào quý khán thính giả đang xem chương trình cổ nhạc Phương Nam. Đầu năm mới, Ngọc Đáng xin có lời chúc cho quý vị khán thính giả toàn gia quyến được an khang thịnh vượng. Lâu năm mới nhà mình ngủ ngang quá chứ. Chị hai ơi, cái nhà mình dọn qua cái nhà lớn mà cái nhà lớn ngủ ngang quá. Đầu năm vui. Cúng hỷ phát xoài. Tuấn Châu kính chúc quý vị khán giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc ha. Cúng hỷ phát xoài. Tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt như giọt mồ hôi. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thì thật sự một cái chương trình hôm qua là đoán countdown của VTV thành ra còn rất là ngổn ngang. Tất cả những nhân viên của VTV, những người camera man ở đây rất là cực, đến bây giờ mệt quá chưa kịp dọn dẹp nữa mà đã đến live show trực tiếp, thành ra dời lên cái nhà mới như vậy. Tuấn Châu cũng thấy mấy anh em rất là vất vả trong cái chương trình hôm qua. Hôm qua thì Tuấn Châu đã đến để countdown cho trong cái chương trình chị Đáng. Mà chị Đáng thì đi bên chỗ khác, bác Bảy cũng vậy. Thành ra em với lại bà xã của em với dẫn thằng cháu ngoại nữa. Dẫn thằng cháu ngoại đi lại chơi countdown. Hôm qua là ngày birthday của Tuấn Phong. Của nghệ sĩ Tuấn Phong. Thành ra đi bên kia. Phải đi bên kia. Bây giờ thì làm gì làm á, không thể nào mà bỏ cái ngày mà ngày thứ ba được. Thành ra dù ngổn ngang cách mấy, bác Bảy nói dù thế nào cũng được, ngày thứ ba là ngày chúc mừng năm mới mà. Châu ơi, thí dụ như mình ở trong này mình nhìn thấy mình biết đây là rác á, phải không? Nhưng mà nhìn sân khấu rất là đẹp. Sân khấu rất đẹp lắm. Phải nói nhìn lên màn hình rất là đẹp. Đẹp quá đi chứ. Thấy không? Đủ màu sắc hết mà, đẹp lắm. Và cộng vô thêm nữa là đã thấy không, bác Bảy nè, rồi em là với chị là có mấy ngày thấy không đó, hấp dẫn giống mẹ không, những cái món này quá đẹp luôn. Chị Đáng dòng em giống mẹ không đó, anh Hoàng Phúc, anh giới thiệu là năm mới có cái đường mới, đúng có cái đường mới à. Năm mới có cái đường mới, trời ơi hạnh phúc quá nè chứ. Bây giờ Tuấn Châu ơi, giờ năm mới đó bây giờ cho ai phát pháo đầu tiên cho nó xôm tụ coi. Sát pháo đầu tiên xôm tụ thì bây giờ chỉ có Hoàng Dũng ở đây mới phát pháo đầu tiên mới xôm tụ được thôi. Bây giờ trước thì năm mới, Tuấn Châu cũng muốn Dũng phát pháo một cái bài gì mà có nói về xuân thì rất là hay. Bài xuân thì có nhưng mà nó hơi buồn một chút, tại vì em viết bài này được mang tên là Xuân Về Nhớ Mẹ. Buồn mà nhớ mẹ không sao. Mẹ mình nhớ mà. Đây mở màn chương trình, mình Dũng xin trình bày bài hát được mang tên Xuân Về Nhớ Mẹ. Rực rỡ ngàn hoa khoe sắc thắm chào đón nàng xuân đã trở về xứ lạ, đêm buồn sương tuyết phủ chân lòng viền xứ nhớ là
Ngọc chợt buồn bâng khuâng, nhớ cô Hương nhưng không thể quay về, vì cuộc sống bộn bề. Đêm giao thừa mừng xuân mới sang, sau lòng con ngổn ngang bao niềm riêng. Ơn mẹ già cù lao như hải sơn, dầu nát thân con vẫn chưa đền ơn. Mẹ ơi, năm mới xuân sang muôn ngàn hoa rổ nở, phố xa xinh tươi ai cũng vui cười hân hở, cùng chào đón nàng xuân sắp trở lại với muôn nhà. Hình bóng đứa con khờ còn dời dời xa xôi, đón xuân về mà ngấn lệ đầy vơi. Đã mấy mùa xuân con lối hẹn với mẹ hiền, canh cánh bên lòng nắng chịu nổi niềm riêng con mãi là cánh chim lạc loài thân diện xứ. Quảng chi thân già nhìn mẹ lao khổ ngày đêm, con mắt lệ giang hòa cất bước ly hương đi làm thuê làm mướn để giúp đỡ gia đình cho mẹ xóm thành thôi. Từ ta lên đường mà dòng lệ tuôn rơi, cầu mong phận trời phổ độ trì cho mẹ nơi quê người, đón xuân về trong cô lẻ, nhớ quê nhà nhớ mẹ chạnh lòng đau. Pháp pháo là đã quá. Pháp pháo nổ giòn liền ha. À, chỉ có Hoàng Dũng là hãy nói là về cái xuân, về cái mùa này mùa nọ hay lắm, thì hay lắm Dũng cho. Có sẵn mà thuộc sẵn luôn, không có cầm bài giống mà. Chị Đáng với em đâu. Tự sáng tác mà. Phải nói là Hoàng Dũng mới tặng cho chị bài ca nhiều lắm luôn á. Phải nói là trích đoạn cũng có rồi, những cái bài ca mà nói về mẹ mà trong mùa xuân những gì là có đầy đủ chứ. Dũng tặng nhiều lắm luôn á. À, thật sự thì trong lúc gần đây thì Hoàng Dũng có hát những cái chương trình của mình. Và những cái lên show chương trình vậy thì hình như là Tuấn Châu thấy có nhiều khán giả gọi Dũng. Xin số phone Tuấn Châu mà gọi Dũng, phải không? Xin rất nhiều, Tuấn Châu có đưa qua. Hả? Chị bữa đó xin số phone của anh để gọi cho em để xin cái bài Tấm Lòng Của Mẹ. Tại vì chị sắp sửa về Việt Nam mà nó lâu rồi chị chưa về. Thành ra chị nghe bài đó chị xúc động. Chị xin số điện thoại để xin cái bài đó. Và em đã gửi cho chị rồi. Yeah. Nhưng mà lúc này em khán giả nhiều lắm anh biết. Xin Tuấn Châu cho chú Bảy nói một câu chuyện đầu năm nha. Kính thưa quý vị khán giả kính mến, trong cái dịp mà dân chúng tôi kỷ niệm 85 năm về cái ngày sinh nhật của tôi đó, thì được Tuấn Châu tặng cho tôi 125 cuốn DVD.
Nhưng mà tôi vừa được tặng đó thì tôi gọi tất cả anh em biết rằng tôi có số hôn, có số DVD đó. Thì trong vòng một tháng là tôi bây giờ hiện giờ nhà còn có một cuốn à. Trời ơi. Tặng hết. Và được những người mà thương mến Văn Trung đó là 37 người. Dạ. Có gửi quà, có tặng tiền, có nhận được. Văn Trung tôi hết sức cảm ơn. Bây giờ mà tuổi già sức yếu có nhiều khi quên người này quên người nọ. Thôi nhân dịp đầu năm, Văn Trung tôi thành thật cầu chúc những người mà thương Văn Trung và cùng với khán giả kính mến của cổ nhạc Phương Nam, thường xem cổ nhạc Phương Nam của đài VTV, thì Văn Trung cầu xin kính chúc quý vị năm mới phát tài phát lộc và gia đạo được bình yên hạnh phúc. Không phải là 125 cuốn mà bác Bảy cần bao nhiêu cuốn cũng có. Nếu mà khán giả có thể gọi cho bác Bảy Văn Trung những cái số phone của bác Bảy Văn Trung thì bác Bảy sẽ gửi đến tặng cho khán giả những cái chương trình sinh nhật. Có thể nếu khán giả có thích những cái chương trình cổ nhạc của Phương Nam mà những tuần cải lương thì cứ gọi cho Tuấn Châu, gọi bác Bảy thì sẽ gửi đến cho quý vị khán giả. Tiếp tục chương trình thì Tuấn Châu muốn mời nghệ sĩ trẻ đẹp Ái Linh ha. Như khán giả đã nói vừa rồi, tuần rồi thì Tuấn Châu cũng mời được Vĩnh Khang với Ái Linh, Yến Linh. Nhưng mà thật sự Vĩnh Khang hôm nay cũng rất là bận, thành ra không lại kịp. Nếu một chút xíu nữa Vĩnh Khang tới kịp thì sẵn lên show luôn. Thì thôi bây giờ có Yến Linh, anh muốn mời Yến Linh gửi đến khán giả vài câu dụng cổ. Nhân dịp đầu năm thì Yến Linh cũng có bài xuân. Xin gửi đến quý vị nào mà mẹ còn cũng như mẹ đã mất. Tại vì trong cái dịp đầu năm này thì nhớ tới mẹ. Nên Yến Linh xin gửi đến quý vị bài hát Thư Xuân Gửi Mẹ, sáng tác của Ngọc Thành.
trường học mẹ đi trường đời. Chỉ mong sao cho đàn con có cuộc sống rạng ngời, mỗi nhịp bước con đi luôn có mẹ hiền nâng đỡ, sợ con vấp ngã giữa đường đời đầy dây chông gai. Con nhớ mãi lời mẹ dặn trước lúc chia tay, mai ít rủi nhiều khi con đến bờ bến là luôn khắc trong tim quê hương là chùm khế ngọt, là hay quá. Hai bài đó. Bữa nay uống không có Vĩnh Khang ở đây. Tuần vừa rồi thì khán giả khen Vĩnh Khang rất là nhiều. Mà hôm nay thì Vĩnh Khang chắc kẹt xe hay đi ăn Tết ở đâu. Hy vọng là một lát nữa Vĩnh Khang có mặt. Hy vọng. Vậy là phần sao? Bác Bảy, sao? Theo như cái đầu năm như vậy thì bác Bảy có thể nhớ cái chuyện gì mà vui thiệt vui trong cái cuộc đời đi hát của bác Bảy? Vậy kể cho khán giả nghe một chút xíu. Vui đi Bảy. Vui. Bảy cười, bảy kể chuyện vui đi. Vui đi chứ đừng có buồn, hai bài xuân buồn quá hả? Nhiều chuyện vui mà bất ngờ quá. Bất ngờ. Nhưng mà... bất ngờ quá, bảy đang suy nghĩ. Thôi nên thôi, bây giờ để bác Bảy mặc dầu ca một câu vũ cổ cười đi. Cười cho nó vui. Cười mà vui mà. Hoàng Phúc ơi, cho bác Bảy câu Kiều Nương. Ca câu số 6 thôi. Mà Kiều Nương mà dứt rồi vô hò xuống cống liền ha. Vậy không? Dứt rồi cái chầu hò xuống cống liền. Thủ Phong Nguyệt nha. Thủ Phong Nguyệt chứ phải Kiều Nương hả bảy? Hả? Thủ Phong Nguyệt hay Kiều Nương? Thủ Phong Nguyệt. Thủ Phong Nguyệt. Xin trao ai đây liều thuốc an thần, là trao những tiếng cười vui vì đời hài sĩ có gì đâu, chỉ gửi trao tiếng cười của mình cũng gọi là nghĩa tình. Bằng 10 tháng thuốc bổ, cho nên muốn cuộc sống lên nương và tâm hồn thư giãn thì hãy đến đây để nghe tiếng tôi cười. Cười để mừng vui, hãy cười để ghẹo đời. Con người ta khi mới sanh ra ai cũng cất lên tiếng khóc tu qua, chỉ có dân chúng tôi mới lọt lòng mẹ đất cất lên nụ cười nghe the thế. Không có cái gì buồn cho bằng, từ sáng tới chiều gia đình không có một nụ cười vui vẻ. Thà là đi làm ăn vất vả mà về tới trước sân thấy vợ nhoẻn môi cười. Bởi vậy có thơ rằng thế gian mà thiếu nụ cười như lăng, thiếu pháo như người, thiếu đâu nụ cười. Chẳng mất cái tiền mua nhưng 10 thang thuốc bổ vẫn thua nụ cười. Hay quá. Cái này là mới hay là cái này mới. Là mới mà. Dạ mới à. Mới. Dạ. Hay quá à. Hãy Tuấn Châu gợi ý cái là bảy có bài hát bảy ca liền luôn vậy đó. Chuẩn bị trước luôn. Cũng vui. À cũng vui. Hay thiệt. Dạ. Cho Tuấn Châu cũng muốn nhắc là ngày tháng 1 ngày 6 Tây, chương trình của Minh Phương ở gây quỹ ở chùa Phước Hòa, có thể gọi cho Minh Phương, trong đó có Tuấn Châu, có